Mình đọc cái bình luận của bạn á, là mình biết á, bạn đang hiểu sai cái khái niệm, và chắc bạn xem phim cổ trang của Trung Quốc rất là nhiều đó, nên bạn nhầm tưởng cái khái niệm đó, nhà nhầm tưởng một cái bang phái nào đó trong phim cổ trang của Trung Quốc. Thì mình sẽ cho bạn hai ví dụ để bạn thử đánh giá nha. Thứ nhất, bạn bỏ tiền ra, bạn xây một ngôi nhà, xong bạn cho người khác vô ở đó, bạn xây một ngôi nhà cho người khác vô ở, xong cái người đó vô ở ngôi nhà của bạn mà họ ra những điều luật á, không cho bạn lại gần họ, không cho bạn chụp hình quay phim chung với họ, không cho bạn ngồi trên họ, không cho bạn ăn cơm chung mâm với họ đó, thì bạn nghĩ như thế nào? Đó, ăn cơm là bạn phải mời họ đó, để họ ăn rồi tới bạn ăn, thì bạn cảm giác như thế nào? Thứ hai là một người xây cho bạn một ngôi nhà, xây cho bạn một ngôi nhà xong cho bạn vô đó ở, nuôi nấng bạn, dạy dỗ bạn, dựng vợ gả chồng cho bạn có công ăn chuyện làm, cho bạn có vốn để làm ăn, nhưng họ không bao giờ đòi hỏi hay là ra bất cứ một cái điều kiện nào với bạn, thì bạn nghĩ như thế nào? Đó, cái nào mình đáng tôn thờ và cái nào mình cần nên nói. Đó, bạn hiểu vấn đề chưa? Một ngôi chùa không phải ông thầy xây, đó là tiền của ba tánh xây, ổng chỉ là người giữ hộ cái ngôi chùa mà thôi đó. Thì tự nhiên cái ông ra cái điều luật là không cho lại gần để chụp hình, ngồi là phải ngồi ở sau, không được ngồi trước, không được ngồi ngang hàng với ổng, với bả ăn cơm là phải mời mấy ổng mấy bả ăn, mà trong khi đó cái ngôi chùa đó đó là chính tiền của Phật tử xây chứ không phải tiền của mấy thầy xây đó. Tự nhiên đi tu cái cho mình là cao quý hơn người khác, cho mình là sạch sẽ hơn người khác, ai cho những điều đó? Chưa chắc gì đi tu mà đã sạch sẽ hơn những người mà ăn mặn ở ngoài trần đời đâu. À, chưa chắc gì ăn chay á mà tốt hơn người ăn mặn đâu. Nha bạn. Cái gì á nó phải nhìn vô cái thực tế chứ cái đã. Đó, nhiều người á người ta đang sống sần sần đi mà cứ nghĩ tới phải làm sao để tới chết mình được lên thiên đàng. Đi tu để thành Phật thành tiên để mà chết để được lên thiên đàng. Ủa mình sống đây nè, mình sống là mình lo cái cuộc sống mình trước đi nha. Còn chết rồi là bạn không có lo được cái gì đâu. Lúc đó là ai muốn chôn sao chôn, muốn làm cái gì làm. Đó. Còn cuộc sống hiện tại mình cứ lo cuộc sống hiện tại, mình đang sống sờ sờ để mình đi lo tới cái chuyện mình chết rồi. Chứ gì? Đi kiếm cơm hàng ngày ăn đây không lo, không có tiền ăn mới chết nè. Đó, đang sống sờ sờ để tự nhiên đi lo mấy cái chuyện mà sau này chết đó, là phải được sung sướng, chết mà được sung sướng nữa hả? Thứ hai, cái người mà xây ngôi nhà cho mình ở đó là ba với má mình, xây ngôi nhà cho mình ở đó, ba với má mình đó, xây cho mình ở, nuôi nấng mình lớn lên, lấy gả chồng, lấy vợ cho mình, cho mình vốn để làm ăn, chia đất đai cho mình để mình canh tác. Nhưng có bao giờ họ đặt ra cái điều luật mà vô lý như vậy không? Có khi nào họ đặt ra cái điều luật là con không được lại gần cha mẹ đó, con không được ngồi ăn chung mâm với cha mẹ, con không được ngồi ngang hàng với cha mẹ hay ngồi chung với cha mẹ không? Không bao giờ cha mẹ mình nó ra điều kiện kiểu đó. Ba má mình á là hai vị Phật sống ở trong nhà, là cái người mình đáng phải tôn kính và yêu thương đó. Cái người đó đó là có công lao nuôi dẫn, nuôi nấng mình, dạy dỗ mình đó, mà mình không tôn trọng, mà mình đi vô trong đó mình lại lục mấy cái ông thầy chưa có nuôi nấng mình ngày nào, mà ở trong một cái ngôi nhà của mình nữa mà ra những điều luật vô lý, thì bạn thấy cái nào nó hợp lý mà cái nào nó bất hợp lý đó, bạn thử suy nghĩ đi. Chứ bạn đừng có suy nghĩ là mình vô trong chùa, chùa của ông thầy không có, ông thầy nào bỏ tiền ra xây chùa không có nha, tiền là tiền quyên góp của
Đó, tiền đâu phải tiền của ổng xây đâu, đúng không? Xong rồi cái bắt đầu vô đặt ra những cái điều luật ngộ đời. Tự nhiên đi tu, cạo đầu tu, cái bắt đầu cho mình là cao quý hơn người khác, cho mình là lớn hơn người khác, cho mình là sạch sẽ hơn người khác. Phải ăn trên ngồi trước, phải ngồi không được ai lại gần. Ủa, làm gì có chuyện đó? Ủa, đi tu chưa chắc sạch đâu nha, còn ăn mặn cũng chưa chắc dơ đâu nha. Chứ bạn đừng có nghĩ là để ăn chay niệm Phật là tốt, mà ăn mặn là không tốt, không có đâu nha. Giống như người xăm mình không phải xấu đâu, mà người không xăm mình nó chưa chắc gì tốt đâu nha. Đó, ở đời là vậy, bạn lo cái thực tế chứ đi lo cái miếng ăn, là mình còn sống mình lo cái thực tế đi, chứ mình còn sống mình đừng có lo lúc mình chết ha. Chết gọi là để người khác người ta lo, mình không cần lo nữa đâu. Vậy nha bạn, ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.